Hello, chào các bạn đến với kênh VinNetwork Guarantee của Phong Tiền. Hôm nay mình sẽ cập nhật tin tức về VinNetwork. Tại sao Picoteam lại im ắng vào ngày 14 tháng 3 năm nay? Việc chuẩn bị Open Mainnet đã hoàn tất hay chưa và chỉ chạy nút bấm? Picoteam luôn tổ chức một sự kiện lớn vào ngày 14 tháng 3, được gọi là ngày V-Day. Tuy nhiên, năm nay có vẻ khác biệt so với năm khác, đó là sự im lặng từ phía nòng cốt của Picoteam. Câu hỏi được đặt ra là tại sao? Giữa những lo ngại suy đoán từ cộng đồng Pi, nhiều giả thuyết khác nhau đã xuất hiện. Một trong số đó là việc chuẩn bị cho Open Mainnet đã hoàn tất và nhóm chỉ chờ việc nút bấm mà thôi. Tại sao lại là sự im lặng? Những lý do đằng sau sự im lặng của nhóm Co-Team năm nay có thể rất đa dạng. Một trong những đó là tập trung vào việc chuẩn bị các bước tiếp theo, sự ra mắt của Open Mainnet. Nhóm nghiên cứu có thể tham gia vào những nỗ lực cuối cùng để đảm bảo mọi thứ diễn ra suôn sẻ trước khi thông báo tin tức cho cộng đồng Pioneer. Ngoài ra, có thể có những cân nhắc chiến lược đằng sau quyết định im lặng này. Có lẽ nhóm muốn đảm bảo rằng tất cả các chi tiết và chuẩn bị cuối cùng đã được hoàn thành trước khi công bố một cái gì đó lớn cho cộng đồng Pioneer. Việc chuẩn bị Open Mainnet đã hoàn tất chưa? Một giả thuyết đã xuất hiện vào sự im lặng ngày 14 tháng 3 là một dấu hiệu cho thấy việc chuẩn bị Open Mainnet đã hoàn tất và nhóm nghiên cứu chỉ chờ thời điểm thích hợp để công bố với công chúng. Pioneer Open Mainnet là một cột mốc quan trọng trong hành trình phát triển của Pi với tư cách là một loại đồng tiền kỹ thuật số, là tiền tệ kỹ thuật số. Nó sẽ mở ra cánh cửa cho việc sử dụng Pi bên ngoài hệ thống cũng như là hệ sinh thái Internet và là một bước quan trọng hướng tới việc áp dụng rộng rãi. Nếu công tác chuẩn bị thực sự hoàn tất, đó sẽ là một tin tức đối với cộng đồng Pioneer. Tuy nhiên, chúng ta cần nhớ rằng sự suy đoán và lý thuyết chỉ là suy đoán và có thời gian cung cấp câu trả lời mới chắc chắn. Tầm quan trọng của việc Open Mainnet là gì? Open Mainnet là một cột mốc lịch sử trong hình thành của Pi. Nó không chỉ là việc ra mắt tiền kỹ thuật số, một sản phẩm, mà còn là sự thay đổi lớn về tầm nhìn và sứ mệnh của dự án. Với sự ra mắt của Open Mainnet, Pi sẽ không chỉ là một dự án testnet, nó sẽ là một loại tiền tệ kỹ thuật số đầy đủ chức năng có thể được sử dụng bởi bất cứ ai, bất cứ nơi nào không giới hạn và bất kỳ trên cái hạ mạng blockchain nào. Bước này sẽ đưa Pi đến giai đoạn tiếp theo trong hành trình hướng tới việc áp dụng hàng loạt bằng cách chấp nhận và sử dụng Pi. Người dùng sẽ trở thành một phần trong cuộc cách mạng đang diễn ra rằng tài chính phi tập trung. Thách thức phía trước, mặc dù việc chuẩn bị cho Open Mainnet có thể đã hoàn tất, nhưng điều đó không có nghĩa là những thách thức đã kết thúc. Ngược lại, có rất nhiều điều cân nhắc và khắc phục khi Pi bước vào giai đoạn này. Một trong những thách thức chính là đảm bảo an ninh và ổn định của mạng. Một là một loại tiền kỹ thuật số đầy đủ chức năng. Pi có khả năng xử lý giao dịch lớn và không ảnh hưởng đến bảo mật và tốc độ giao dịch. Ngoài ra, có những thách thức liên quan đến quy định và sự chấp nhận của thị trường. Mặc dù Pi đã xây dựng được một cộng đồng lớn gần 55 triệu người và sự nhiệt tình cũng như chia sẻ của cộng đồng, nhưng những thách thức và sự tồn tại trong việc thuyết phục người dùng và người bán chấp nhận và sử dụng Pi là một phương tiện thanh toán. Việc chuẩn bị cho Open Mainnet đã làm dấy lên nhiều suy đoán và thảo luận trong cộng đồng Pi. Mặc dù không có câu trả lời nào chắc chắn tại thời điểm này, nhưng có một điều rõ ràng rằng các bước quan trọng như sự ra mắt của Pi Open Mainnet đòi hỏi sự chuẩn bị kỹ lưỡng và ra quyết định rất là cẩn trọng. Xin cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi kênh của mình. Các bạn có thể cho mình một cái kênh, một like để ủng hộ nhé. Xin trân trọng cảm ơn.